đây là khu đấu giá của Hồng Tiến này, một bên là các nhà máy, một bên là những lô đất đấu giá. Hiện tại thì những lô đất đấu giá ở đây bây giờ đang có cái giá khá là hấp dẫn. Đối diện với lại công ty thì giá bây giờ nó đang dao động từ 30 triệu đến trên 30 triệu mét. Đấy. Còn bên trong thì giá thấp nhất nó cũng chỉ vài triệu thôi. Cho nên là nếu như anh em nào muốn đầu tư về khu vực công nghiệp này, về khu vực nhà máy này và về cái khu vực đấu giá hay là tái định cư ở khu vực này thì anh em liên hệ với chúng tôi. Đấy. Tôi sẽ đưa anh em qua đây một chút. Đây là cái khu này, bên ngoài thì là đấu giá, làn hai này thì là tái định cư lô 300 m. Và nếu như anh em nào thấy thì anh em sẽ hiểu được rằng là ở đây người ta đã làm nhà trọ, làm kinh doanh buôn bán ăn uống, mở cửa hàng hiệu rồi, đúng không? Đấy, anh em cũng nhìn thấy thì biết. Cho nên là cái lý do tại sao chúng tôi muốn là gì, muốn là chia sẻ cho anh em. Anh em nào muốn đầu tư vào những khu vực này, muốn cái giá thành nó thấp nhất, rẻ nhất, vị trí đẹp nhất thì anh em nên lựa chọn cái kênh đầu tư của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em. Hàng ngày chúng tôi sẽ bao quát ở khu vực này và anh em chúng tôi làm rất là đông, có cả chục anh em để mà săn tìm ở những cái khu vực này. Cho nên là sẽ có rất nhiều các cái thông tin về các cái lô đất ở đây giá rẻ, đúng không ạ? Mà làm trực tiếp với chủ luôn. Cho nên là anh em yên tâm ở cái chỗ là nếu như anh em muốn đầu tư ở khu vực này thì chúng tôi sẽ tiếp cận cho anh em với chủ của cái lô đất và sẽ làm việc cho anh em với cái giá thấp nhất thị trường để cho anh em đầu tư. Thế cho nên là anh em nào có những cái nhu cầu muốn đầu tư về cái khu vực của đấu giá Hồng Tiến thì anh em hãy lựa chọn, đúng không ạ? Và chúng tôi thì luôn cảm ơn anh em, bởi vì chúng tôi sẽ set up ở đây có vài chục cái lô đất mà giá của nó cũng đang là cái giá đầu tư rất tốt. Có những lô đất chỉ vài trăm triệu thôi và vị trí rất là đẹp. Anh em nào cần thì liên hệ chúng tôi.